Ứng dụng Landing Lend me đã xác nhận là vào lúc 8 giờ 45 sáng ngày Chủ nhật giờ Bắc Kinh thì ứng dụng Landf.me đã bị tấn công và bị lấy mất đi 25 triệu đô la trong đó có đồng Ethereum và đồng Bitcoin Vấn đề này như thế nào các bạn có cần quan tâm tới hay là không? Đây chính là điều đầu tiên mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay Đề tài thứ nhì chúng ta sẽ nói đến đó chính là liên quan tới các đồng ổn định Thì cách đây vài ngày ngày 14 tháng 4 thì có một số bài viết nói là các đồng ổn định sẽ bị cấm bởi các ngân hàng trung ương thì vấn đề này có phải thực sự là như vậy hay là không? Đó chính là cái đề tài thứ nhì. Hôm nay là ngày 19 tháng 4, ngày Chủ nhật ở Cali và chúng ta sẽ cùng nhau dành thời gian để mà nói về hai cái đề tài này. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã nhận được tin tức liên quan tới cái ứng dụng Landing Landf.me đã bị lấy mất đi 25 triệu đô la Trong đó có đồng Ethereum và đồng BTC Đây là một cái tin tức rất là mới cho nên chúng ta chưa có nhiều những cái tài liệu chi tiết Nhưng mà cái vấn đề mà Landf.me bị tấn công lấy mất đi cái số tiền này đã được xác nhận bởi Landf.me và ngay cái bây giờ các bạn lên trên trang web lineapp.me các bạn cũng không có truy cập được trong web này. Và lineapp.me là một trong hai cái ứng dụng landing mà được hỗ trợ bởi ứng dụng DeFi, DeForce và trong thời gian chỉ có một đêm các bạn thấy là tất cả tài sản của DeForce đã bị lấy mất đi. Chúng ta có thể xác nhận được cái tài liệu này thông qua cái tài liệu thống kê của trang web defipost.com. Các bạn thấy được cái biểu đồ tổng tài sản của ứng dụng DeFi, DeForce thì trong vòng chỉ có một đêm bây giờ hầu như là không còn gì hết và cái số tiền bị lấy mất đi là 24,68 triệu được ghi lại ở trên mạng lưới blockchain. Vấn đề chúng ta không rõ đây là cái số tiền này là tất cả đều đã bị lấy đi bởi cái người tấn công hay là những người nào mà gửi tiền vào ứng dụng DeForce hay là gửi tiền vào Lens F.me thì có thể là lấy lời một phần. Vấn đề này chúng ta không có rõ nhưng mà CEO của một công ty DeFi khác đó chính là công ty DeFi Compound thì CEO của Compound là Robert Lesnar nói là ông ta tin tưởng là cái số tiền này tất cả đều bị lấy bất đi bởi hacker có nghĩa là không ai có thể lấy được cái số tiền này và Robert Lesnar nói là cái ứng dụng Lanef.me này là copy cái mã nguồn của công ty của ông ta đó chính là công ty Compound nhưng mà họ copy cái mã nguồn của phiên bản 1 và kết quả là khi mà họ copy và họ kích hoạt cái mã nguồn này thì đã bị một số lỗi dẫn đến việc là cái số tiền này bị lấy mất đi và cái số tiền của landf.me mà bị lấy mất đi đó chính là cái số tiền nằm ở trong một cái quỹ gọi là Money Market hay là cái quỹ mà tiền ổn định thì ứng dụng DeFi nào thì cũng có cái quỹ tiền ổn định đó chính là cái số tiền mà họ dùng để mà cho những người khác mượn hay là cho những cái sàn chơi margin mượn bản thân thủ thì không có sử dụng cái ứng dụng landf.me này nếu như những bạn nào mà sử dụng cái ứng dụng landing phi tập trung landf.me này thì hãy comment ở phía dưới nếu như các bạn biết thêm tài liệu nhưng mà cái mà thường có thể nói với các bạn là thường thường khi mà các bạn sử dụng những cái ứng dụng DeFi Lending thì thuận bây giờ là đang sử dụng ứng dụng của BlockFi thì các bạn gửi tiền vào trong cái ứng dụng đó tùy theo là họ chấp nhận là token nào như là các bạn gửi vào Bitcoin, Ethereum hay là cái đồng ổn định thì sau đó sẽ có một cái đồng thế chấp được tạo ra bởi mạng lưới và nếu như mà bất cứ ai mà có nhu cầu mượn tiền từ cái ứng dụng phi tập trung landing đó Những cái sàn chơi margin chẳng hạn thì họ sẽ gửi những cái token thế chấp này tới những cái sàn đó Và trong trường hợp của landf.me này tài liệu chúng ta nhận được ở thời điểm hiện tại đó chính là cái đồng Thế chấp của Lenf.me đã bị làm giả cho nên Cái người mà làm giả token đó đã có thể là rút tiền từ trong cái ứng dụng phi tập trung Lenf.me này và cái token mà bị làm giả thì dựa theo bài viết này đó chính là token IMBTC Đó là một cái token trên mạng lưới của Ethereum, token ERC777 Thực ra để hiểu được chi tiết chuyện này đã xảy ra thì cũng không có quan trọng lắm Nhưng mà có hai điều tôi nghĩ là sẽ giúp ích được cho các bạn khi mà các bạn nghĩ tới các ứng dụng DeFi Điều đầu tiên thì muốn nói với các bạn là có nhiều người sẽ hỏi là gần đây chúng ta nghe được là có rất nhiều những cái ứng dụng phi tập trung bị hacker tấn công và những ứng dụng phi tập trung này là nằm trên mạng lưới của Ethereum thì có phải là những cái DeFi không nên gây dựng trên mạng lưới của Ethereum hay là không tại vì Ethereum mạng lưới này là không có an toàn Thật ra đây không phải là hoàn toàn đúng tại vì các bạn thấy được là ở thời điểm này thì những cái ứng dụng DeFi lớn nhất, 10 ứng dụng DeFi lớn nhất là tất cả đều nằm ở trên mạng lưới của Ethereum như là Maker, Synthetix, Compound. Thì nếu như mà Ethereum là một cái nền tảng mà không có vững chắc thì tại sao nhiều công ty bây giờ vẫn tiếp tục gây dựng những cái ứng dụng DeFi trên nền tảng của Ethereum Ethereum chỉ là một cái nền tảng và trên nền tảng này các bạn có thể là lập những cái ứng dụng phi tập trung dùng ngôn ngữ của mạng lưới Ethereum thì cũng tương tự như là các bạn lập trình cho Windows hay là cho iOS của Apple thì lập trình tốt hay là xấu đó chính là do người lập trình chứ không phải là chỉ dựa hoàn toàn vào nền tảng. Cho nên các bạn thấy được là trên mạng lưới của Ethereum chúng ta vẫn có những cái ứng dụng DeFi mà rất là vững chắc như là Maker Synthetic là Compound nhưng mà chúng ta lại có những cái ứng dụng DeFi trên mạng lưới của Ethereum mà không được tốt như là chúng ta mới vừa nói tới như là Landf.me thì vấn đề đây là do cái đội lập trình chứ không hoàn toàn là dựa vào cái nền tảng Ethereum vẫn là cái lựa chọn hàng đầu khi mà chúng ta nói tới gây dựng những cái ứng dụng DeFi Điều thứ nhì mà thường muốn nói với các bạn là khi chúng ta nói tới cái ứng dụng DeFi thì thật sự là cái phong trào DeFi bây giờ vẫn còn quá mới chỉ mới bắt đầu là khoảng chỉ một năm vừa qua cho nên những cái phiên bản ứng dụng DeFi hiện bây giờ có thể cứ nói là rất là sơ khởi cho nên cái cơ hội mà có những cái lỗi lập trình là rất là cao đó là lý do tại sao mà các bạn cần phải lưu ý và cẩn thận khi mà các bạn sử dụng những cái ứng dụng DeFi những cái ứng dụng tài chính phi tập trung thì nhiều khi chúng ta nhận được những tin tức là cái ứng dụng DeFi này bị hacker tấn công ứng dụng DeFi chỉ bị hacker tấn công thì các bạn cảm thấy là mất lòng tin về cái phong trào DeFi này nhưng mà thật ra một mặt thì đương nhiên các bạn cảm thấy là ứng dụng defi bị tấn công và bị lấy mất đi tiền thì làm cho nhiều người lo lắng nhưng mà một mặt khác thì các bạn thấy được là những cái tài liệu về những hacker tấn công đó những chi tiết mà hacker làm sao tấn công sẽ giúp ích được cho những cái ứng dụng defi hiện tại hiểu hơn về những cái nơi mà họ cần phải quan tâm tới để cho họ hiểu hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn làm sao để mà chống lại hacker sau này và càng ngày họ sẽ càng trở lên mạnh hơn và an toàn hơn cũng như là các bạn thấy là khi chúng ta nói tới những cái sàn giao dịch crypto thì những năm đầu tiên các bạn thấy là những du hát lớn nhất và kinh động nhất là những du hát ở những năm đầu tiên như là du hát của sàn Malgox 850.000 đồng BTC vào năm 2014 hay là chúng ta nói tới là du hát của công ty Bitstamp 19.000 BTC vào năm 2015 hay là chúng ta nói tới dịu hát của Bitfinex 120.000 BTC vào năm 2016 nhưng mà trong thời gian hầu như là hai năm qua chúng ta vẫn còn những cái dịu hát của các sàn nhỏ nhưng mà hầu như chúng ta không có còn nghe nói tới những sàn lớn bị hát và ngay cả những cái dịu hát cũng không có lớn cái con số mà bị hát đi cũng không có lớn như là trước đây những sàn giao dịch lớn bây giờ đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm sau khi một hoạt động nhiều năm và họ đã có cái sự chuẩn bị tốt hơn như là lập trình tốt hơn hay là có những cái bảo hiểm để giúp đỡ cho những người mà tham gia sàn an tâm hơn thì thuần cũng tin tưởng là trong vòng vài năm sau thì ứng dụng defi cũng sẽ có được những cái kinh nghiệm đó và cũng sẽ trở nên mạnh hơn và an toàn hơn nhưng mà chưa phải là bây giờ cho nên không nghĩ là những ứng dụng defi sẽ biến mất ứng dụng defi sẽ tiếp tục hoạt động và càng ngày sẽ trở nên càng tinh vi hơn và khi nói tới các ứng dụng DeFi thì một cái phần rất là quan trọng của các ứng dụng DeFi đó chính là các đồng ổn định stablecoin tại vì hầu như là ứng dụng DeFi nào cũng phải dựa vào các đồng ổn định để mà hoạt động thì cách đây vài ngày ngày 14 tháng 4 thì có một cái tin tức mà làm cho nhiều bạn rất là lo lắng đó chính là tin tức liên quan tới có phải là các ngân hàng trung ương có ý định là sẽ cấm không cho các đồng ổn định hoạt động hay là không và đây chính là đề tài thế nhì mà chúng ta sẽ nói tới những cái tài liệu mà các bạn nhận được là được trích ra từ một cái bản đề nghị được chia sẻ bởi Financial Stability Board thì FSB đã đưa ra 10 cái đề nghị liên quan tới đồng ổn định là sẽ được xử lý như thế nào thông qua cái ngân hàng trung ương thì trong cái bài viết được chia sẻ bởi FSB này là dài 67 trang và 10 cái đề nghị liên quan tới cái đồng ổn định là các bạn có thể tìm thấy trên trang thứ 8. Đây chính là 10 cái đề nghị được đưa ra bởi FSB liên quan tới các đồng ổn định phải được xử lý như thế nào thông qua các ngân hàng trung ương. Và trong 10 đề nghị này thì đề nghị số 1 và đề nghị số 10 là hai đề nghị mà các bạn cần phải lưu ý tới ảnh hưởng rất nhiều đối với tương lai của các đồng ổn định nhưng mà trước hết chúng ta phải hiểu được là FSB Financial Stability Board này là như thế nào họ có quyền lực gì có phải là những đề nghị này chúng ta cần phải quan tâm tới hay là không thì dựa theo Wikipedia, The Financial Stability Board hay là Quỹ ban ổn định tài chính này là một cơ quan quốc tế được gây dựng để mà theo dõi và đưa ra các khuyến nghị về hệ thống tài chính toàn cầu. Cái cơ quan này được thành lập sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở London vào tháng 4 năm 2009 với tư cách là người thừa kế của Financial Stability Forum hay là diễn đàn ổn định tài chính FSF Tuy là cái quỹ ban ổn định tài chính FSB này là không có quyền lực về mặt pháp lý nhưng mà các thành viên thì bao gồm tất cả nền kinh tế của G20 những thành viên cũ của FSF diễn đàn ổn định tài chính hồi xưa và quỹ ban châu Âu và được tài trợ bởi Bank of International Settlement hay là ngân hàng thanh toán quốc tế đây là một cái cơ quan mà có thể được gọi là ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương và hội đồng quản trị có trụ sở tại Basel Thụy Sĩ các bạn có thể thấy được là cái cơ sở FSB này là một cái cơ quan mà tuy là không có quyền lực về mặt pháp lý nhưng mà những hội viên là những người mà có quyền lực để mà đưa ra những cái luật liên quan tới đồng ổn định cho nên những cái đề nghị mà được đưa ra bởi FSB là những cái đề nghị mà chúng ta cần phải quan tâm tới và họ đã nói gì về đồng ổn định thì mình thấy được là trang thứ 8 là trang mà đưa ra thống kê của 10 đề nghị này thì các bạn có thể thấy được là trong 10 cái đề nghị này không có đề nghị nào nói là sẽ cấm độ ổn định ngay lập tức nhưng mà 10 đề nghị này nói là những cái hội viên uh, của FSB có thể là áp dụng vào trong đất nước của họ thì đề nghị số 10 và đề nghị số 1 là hai đề nghị mà các bạn cần phải quan tâm tới đề nghị thứ 10 này nói là bất kỳ đồng ổn định nào mà muốn hoạt động trong lãnh thổ của một quốc gia thì cần phải tuân thủ theo các luật pháp trong quốc gia đó những cái công ty mà đưa ra những độ ổn định này là phải có giấy phép hoạt động là phải có giấy phép hành nghề chứ không phải là như bây giờ các bạn thấy là đồng USDT hay là đồng USDC là những đồng ổn định mà bất cứ ai trên thế giới này bây giờ cũng có thể là dễ dàng mà giao dịch các bạn thấy là đồng Tether không cần là phải xin phép từ quốc gia chỉ cần giao dịch thông qua blockchain của Ethereum là có thể là hoạt động được nhưng mà đề nghị số 10 này nói là các quốc gia cần phải áp dụng những cái luật của quốc gia đó khi mà một đồng ổn định hoạt động trong lãnh thổ của mình có nghĩa là bất cứ những đồng ổn định nào mà không có giấy phép hoạt động thì phải bắt họ xin giấy phép và tuân thủ theo luật của quốc gia đó chứ không thể mà để cho đồng ổn định hoạt động toàn thế giới như là bây giờ. Đó là điều thứ 10. Điều số 1 là khuyến thích những quốc gia cần phải có những cái biện pháp, cần phải có những cái quyền lực để mà quản lý những đồng ổn định. Và đặc biệt là trang thứ 32 nói là nếu như mà một quốc gia mà không khả năng quản lý đồng ổn định đó hay là cái đồng ổn định đó không tuân thủ theo luật quốc gia thì quốc gia đó có quyền cấm đồng ổn định đó không cho hoạt động trong lãnh thổ của mình. Đây chính là điều mà các bài báo nói tới là các ngân hàng trung ương có thể là cấm các động ổn định thì những cái đề nghị này của FSB nếu như mà được thực hiện thì đương nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường tiền kỹ thuật số nhưng mà trước khi chúng ta nói tới là ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta hãy nói tới là tại sao mà FSB lại đưa ra cái bài viết cho các đề nghị của đồng ổn định này thì để hiểu rõ hơn là phát nguồn từ đâu thì chúng ta phải nhìn vào một cái cuộc họp báo cách đây vài tháng hồi tháng 12 năm 2019 đây chính là một cuộc họp báo của cái chủ tịch Ngân hàng dự trữ trung ương của châu Âu ECB Justin Lagarde đã nói về độc ổn định và nói về Bitcoin thì thương sẽ cho các bạn xem một cái clip ngắn về cuộc phỏng vấn này. Tuy là Google thông dịch sẽ không có sát nghĩa nhưng mà các bạn cũng có thể hiểu được là Justin Lagarde muốn nói những gì. It makes sense what purpose it serves and how we can best deliver on it. My personal conviction is that given the developments we are seeing not so much in the Bitcoin segment but in the stable coins Projects, and we only know of one at the moment, but there are others uh, being being explored and underway at the moment. We'd better be ahead of the curve, if that happens, because there is clearly a demand out there that we have to respond to. I would like to add a footnote to that. I think the benefit of the paper is that it also draws a line between this sort of glamorous uh, central bank digital currency, much talked about and worth exploring, and the digital payment system. That we have and that exist. Thì không biết là cái clip này các bạn thấy là cái Google dịch không có sát nghĩa nhưng mà các bạn có thể hiểu đại khái là cái đây vài tháng khi mà chủ tịch của ngân hàng dự trữ trung ương của châu Âu, xin khi mà bà ta nói về tiền kỹ thuật số thì bà ta nói tới ba điều. Điều đầu tiên là bà ta không có quan tâm nhiều đến Bitcoin. Điều thứ nhì là bà ta rất là quan tâm tới tiền kỹ thuật số ổn định, có nghĩa là những cái đồng ổn định. Tại vì bây giờ cái nhu cầu cho cái đồng ổn định rất là cao và điều thứ ba là đồng ổn định của ngân hàng trung ương thì điều đầu tiên các bạn thấy được là Tristan Laga không có nói nhiều về Bitcoin tại sao thì các bạn có thể hiểu được là ngân hàng dự trữ liên bang không thể nào làm gì được Bitcoin tại vì Bitcoin là một cái hệ thống phi tập trung không có người dẫn đầu, không có công ty Cho nên trên căn bản là ngân hàng dự trữ trung ương không làm gì được Bitcoin Nhưng mà ngược lại cái đồng ổn định thì họ có thể là giải quyết được Tại vì cái đồng ổn định là những đồng đó là có trụ sở công ty, có người đứng đầu Họ có thể là kêu những người đứng đầu đi lên trên tòa án Họ có thể là gửi giấy tờ tới để mà yêu cầu một công ty nào đó ngưng hoạt động trong lãnh thổ quốc gia nào đó Cho nên đồng ổn định là một trong những điều mà những ngân hàng dự trữ trung ương có thể là quản lý được Và những đồng ổn định là một trong những cái trở ngại sau này khi mà những cái quốc gia đưa ra tiền kỹ thuật số riêng của mình cho nên tôi xin là ga nói là bây giờ là thời điểm tốt nhất để mà quản lý cái đồng ổn định tại vì tiền kỹ thuật số của ngân hàng dự trữ liên bang sẽ là cái bước kế tiếp các bạn thấy được là nếu như mà các ngân hàng dự trữ trung ương mà họ áp dụng những cái đề nghị được đưa ra bởi FSB thì cái sự ảnh hưởng sẽ rất là lớn đó với thị trường tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể thấy được là hiện bây giờ những đồng ổn định thì chiếm vị trí vốn hóa rất là cao như là các bạn thấy là USDT đồng Tether bây giờ thì tổng số vốn hóa đã đứng hạng thứ tư của tiền kỹ thuật số là 6,3 tỷ đô la thêm vào đó các bạn thấy được là kế đó là đồng USDC đồng USD coin của Coinbase là đứng hạng thứ 20 với tổng số vốn hóa là 729 triệu đô la và các bạn thấy là khi tôi nói tới cái khối lượng giao dịch thì năm đồng ổn định lớn nhất bây giờ là chiếm 2 phần 3 của tất cả khối lượng giao dịch ở trên thị trường tiền kỹ thuật số và khi chúng ta nói tới tổng số vốn hóa thì chiếm 4% của tất cả vốn hóa của tiền kỹ thuật số bây giờ đó chỉ là năm độ ổn định lớn nhất chúng ta không nói tới những độ ổn định mà nhỏ hơn và nói riêng về USDT thì đây là độ ổn định lớn nhất bây giờ có 75.000 ví đang được hoạt động chỉ đứng sau lưng cái số lượng ví hoạt động bởi Bitcoin và Ethereum các bạn thấy được là nhu cầu sử dụng độ ổn định là cao tới cỡ nào và các bạn thấy được là nhu cầu ổn định này đã đến từ mọi người không chỉ riêng là những cái người mà trader bình thường mà các bạn thấy là những cái công ty lớn cũng có cái nhu cầu rất lớn khi chúng ta nói tới độ ổn định các bạn thấy được là những cái công ty lớn dựa theo thống kê của quý 1 năm 2019 cho đến thống kê của quý 4 năm 2019 thì cái số lượng đồng ổn định mà các công ty lớn có nhu cầu lưu trữ là đã từ 9,6% lên tới 37,2% phần trăm trong vòng chỉ có một năm Tại sao? Thì các bạn thấy được là đối với một người mà giao dịch Thì đồng ổn định rất là quan trọng Tại vì các đồng khác thì ly lên đi xuống liên tục Dựa theo cái giá của USD hay là cái giá mà đồng pháp định của họ Cho nên đồng ổn định là một cách mà những trader Những nhà đầu tư lớn có thể là đi vào lệnh và đi ra khỏi lệnh Mà có thể lưu trữ tiền ở trên sàn Mà không có lo sợ về cái việc là đồng đó đi lên đi xuống Tính theo giá cả của đồng pháp định cho nên đồng ổn định là một đồng mà họ có thể lưu trữ và chờ đợi thời cơ để mà mua và bán và sau khi mua và bán đây là một cái nơi mà lưu trữ tạm thời họ có thể đưa tiền vào những đồng ổn định mà không sợ là giá trị lên xuống bất thường nếu như mà không còn cái đó nữa thì những cái công ty mà giao dịch những cái người mà trader trên các sàn là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn tại vì mỗi lần mà giao dịch mà họ phải đưa tiền từ trong ngân hàng đi vào trên sàn để mà giao dịch thì sẽ mất rất nhiều thời gian và ngược lại mỗi lần mà họ đóng lệnh mà họ phải gửi tiền từ trên sàn trở qua ngân hàng lại tốn nhiều thời gian hơn và trong đó đương nhiên là sẽ tốn phí qua lại cho nên đồng ổn định là một phần rất là thiết yếu trong các sàn giao dịch mất đi đồng ổn định là sự thất thoát rất lớn của các sàn và nhu cầu đồng ổn định lên rất là cao không chỉ riêng là năm 2019 các bạn thấy được là chỉ trong năm nay năm 2020 từ tháng 3 đầu tháng 3 cho tới bây giờ thì cái số lượng đồng ổn định được in ra từ USDC hay là Paxos Standard BUSD và đồng Tether thì đã tăng lên 40% tại vì có rất nhiều người có nhu cầu lưu trữ tiền trên đồng ổn định trong cái thời gian mà thị trường bất ổn này. Thất thoát lớn nhất đó chính là thất thoát của các sàn giao dịch và thất thoát thứ nhì là đến từ các ứng dụng phi tập trung tại vì các bạn thấy được là cái ứng dụng DeFi ứng dụng tài chính phi tập trung là những cái ứng dụng mà sử dụng rất nhiều những đồng ổn định trong đó các bạn thấy là có những cái ứng dụng lớn như là ứng dụng DeFi của MakerDAO là hoàn toàn là dựa trên đồng ổn định để mà hoạt động bây giờ nếu như không còn đồng ổn định thì làm sao họ hoạt động được thật ra 9 trên 10 cái ứng dụng DeFi lớn nhất bây giờ là hoàn toàn là dựa trên đồng ổn định để mà hoạt động mất đi đồng ổn định sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với cái sự phát triển của các ứng dụng DeFi bây giờ. Nhưng mà không phải đồng ổn định nào là cũng sẽ có những cái khó khăn đó Các bạn thấy được là những đồng ổn định mà có nhiều giấy phép hoạt động như là đồng ổn định USDC của sàn Coinbase Thì đồng ổn định đó không phải là một cái đồng ổn định mà được nhiều người sử dụng Tại vì chỉ được sử dụng trên những sàn như là Coinbase Nhưng mà họ có nhiều giấy phép hoạt động cho nên Nếu như mà các ngân hàng trung ương áp dụng đề nghị của FSB Thì những đồng ổn định như là USDC thì vẫn có thể tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ Tại vì có giấy phép hoạt động đàng hoàng chỉ là những đồng ổn định mà không giấy phép hoạt động thì mới gặp nhiều khó khăn cho nên tôi nghĩ là tương lai thì nếu như mà họ áp dụng những cái đề nghị của FSB này thì những đồng ổn định là sẽ phải chia ra thành nhiều dùng có nghĩa là đồng ổn định này các bạn ở châu Âu thì sử dụng đồng ổn định này các bạn ở châu Á thì sử dụng đồng ổn định này các bạn ở Mỹ thì sử dụng đồng ổn định này thì trên sàn giao dịch sẽ có nhiều đồng ổn định để các bạn sử dụng dựa theo là các bạn là khách hàng đến từ đâu cho nên cũng không hẳn là áp dụng những đề nghị của FSB sẽ làm cho cả thị trường này sụp đổ tại vì lúc đó thì chúng ta cũng sẽ phải sử dụng tùy theo các bạn là khách hàng ở đâu thì sử dụng độ ổn định mà được chấp nhận ở chính phủ nơi đó hoặc là sau này khi mà các ngân hàng dự trữ trung ương đưa ra tiền được thuật số riêng của họ thì các sàn dịch hoàn toàn có thể là sử dụng thẳng đồng ổn định của ngân hàng dự trữ liên bang không cần phải sử dụng qua những đồng ổn định mà được đưa ra từ những công ty như là Tether thì họ cũng vẫn sẽ có thể hoạt động được cho nên về cái tình hình ngắn hạn thì nếu như mà áp dụng thì sẽ gây ra nhiều khó khăn khi chúng ta nói tới cái tính thanh thoảng của thị trường tiền gửi đột số Nhưng mà trong thời gian dài hạn thường nghĩ là đâu cũng sẽ giờ đó Chúng ta cũng sẽ có những cái đồng ổn định mà được chấp nhận đi theo cái tiêu chỉ của FSB Và sau này như là thường mới vừa nói tới Những cái sàn giao dịch hoàn toàn có thể là sử dụng trực tiếp đồng ổn định của ngân hàng dự trữ trung ương Mà không cần sử dụng qua đồng ổn định được phát hành bởi những công ty tư nhân và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Các bạn có cảm nghĩ gì thì hãy comment ở phía dưới à, Nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ thuận capital Các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPEX và sàn BYBIT tham gia sàn X bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chơi miễn phí thông qua Telegram. Nếu như các bạn tham gia sàn Bybit thì sau khi đăng ký thành công và các bạn nạp tiền thì các bạn sẽ được thưởng 90 đô la Và cái phí giao dịch trong tháng đầu tiên sẽ được giảm 10% Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao Nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống Thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận Nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới Chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance tham gia thông qua link của thuận capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này sabex bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội thuận capital ở trên trang web thuậncapital.com và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn